Thành Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết 6 giờ sáng của kênh VTC14. Mở đầu bản tin mời quý vị và các bạn cùng đến với những xu thế thời tiết chung trên cả nước. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi cao lạnh lục địa suy yếu và biến tính, nên đêm qua tại các tỉnh Bắc Bộ đã xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác ở khu vực phía Đông. Nền nhiệt độ tiếp tục có xuống tăng nhẹ, tuy nhiên thì trời vẫn còn rét và nhiệt độ thấp nhất chỉ phổ biến từ 14 đến 16 độ ở khu vực đồng bằng Trung Du và từ 10 đến 13 độ ở vùng núi. Cá biệt một vài nơi có địa hình núi cao, nhiệt độ vẫn dưới 9 độ. Đời gió Đông Bắc thổi tới các tỉnh ven biển miền Trung đã suy giảm, nên toàn khu vực phổ biến cũng chỉ có mưa ở một vài nơi với lượng không nhiều, trời cũng ấm dần lên, phía Bắc còn rét. Lưỡi cao lục địa tiếp tục di chuyển về phía Đông suy yếu và biến tính thêm khiến sáng nay, tại các tỉnh Bắc Bộ trời vẫn còn rất là nhiều mây. Ở các tỉnh phía đông, những màn mưa nhỏ mưa phùn xen lẫn sương mù vẫn bao phủ lên mọi nẻo đường ngõ xóm, khiến cho tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông bị giảm mạnh. Trời còn rét với nền nhiệt độ dao động trong khoảng từ 14 đến 17 độ. Ở các khu vực vùng núi cao vẫn có nhiệt độ sấp xỉ là 10 độ. Do trời nhiều mây và khá là âm u nên đã ngăn không cho nhiệt độ tăng lên cao, nên nhiệt độ cao nhất chỉ dao động phổ biến ở mức từ 17 đến 20 độ vào giữa trưa ở các khu vực vùng núi, nhiệt độ thấp hơn 2 đến 3 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, trời còn nắng nên nhiệt độ có nơi lên đến 23 đến 27 độ. Và sau khoảng 3 giờ chiều thì quá trình giảm nhiệt lại diễn ra. Đêm nay do độ ẩm không khí khá cao nên khi mà nhiệt độ giảm, sương mù được hình thành có xuống dày hơn. Một số nơi vẫn xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn nên nhiệt thấp nhất đêm nay phổ biến dao động trong khoảng từ 11 đến 14 độ. Ngoại trừ khu vực ở vùng núi cao thì vẫn có nhiệt độ xuống dưới 10 độ. Ở khu vực miền Trung chỉ còn chịu tác động của đới gió đông bắc yếu nên trên toàn khu vực phổ biến ít mưa, nên nhiệt độ tiếp tục có xuống tăng lên và có sự phân bố cao dần từ bắc vào nam. Ở các tỉnh phía nam cao nhất ngày hôm nay có thể đạt ngưỡng từ 28 đến 29 độ. Trong khi đó thì ở các tỉnh phía bắc nhiệt độ chỉ lên tới khoảng 19 đến 21 độ. Sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho từng khu vực. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây và sẽ có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc chưa chiều giảm mây trời nắng và gió nhẹ, trời rét. Nền nhiệt thấp nhất vào khoảng từ 15 cho đến 18 độ, còn cao nhất phổ biến từ 18 đến 21 độ. Khu Tây Bắc dao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Đến với khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng và đêm sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông Bắc khu vực này cấp 2 cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 18 đến 21 độ, thấp nhất phổ biến từ 15 cho đến 18 Khu vực Hà Nội và vùng lân cận trời nhiều mây, sáng và đêm sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3 và trời rét. Nền nhiệt cao nhất vào khoảng từ 18 đến 21 độ, thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18 độ. Xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây và sẽ có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ phổ biến trong ngưỡng từ 16 đến 21 độ. Đến với khu vực Trung Trung Bộ, mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nền nhiệt cao nhất vào khoảng từ 22 đến 25 độ, phía Nam phổ biến từ 26 đến 29 độ. Thấp nhất dao động trong khoảng từ 19 đến 22 độ. Phía Nam là từ 21 cho đến 24 độ. Xuôi xuống khu vực Nam Trung Bộ, khu vực này mới thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nền nhiệt dao động trong khoảng từ 22 đến 29 độ. Tại khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nền nhiệt cao nhất phóng dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ, thấp nhất phổ biến từ 16 đến 19 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mới thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 nên nhiệt độ cao nhất phao dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ, thấp nhất phổ biến từ 21 cho đến 24 độ. Đến với khu vực Tây Nam Bộ, khu vực này mới thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 nên nhiệt phổ biến trong ngưỡng từ 23 cho đến 32 độ. Cuối cùng xin được chuyển sang khu vực biển Đông. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 biển động nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 28 độ. Còn tại khu vực quần đảo Trường Sa, có rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6 biển động. Nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 30 độ. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là trong ngày và đêm nay, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác ở phía đông. Nhiệt độ tăng chậm, trời có rét. Khu vực Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thì ít mưa, ngày trời nắng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại